nặng gần 100 kg, một người phụ nữ đã cắt bớt dạ dày để giảm cân? Thu giữ 21 tấn khí cười trên đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tiêu thụ. Điều tra vụ trộm nhà Yến lúc nửa đêm ở Tiền Giang. Cuộc theo chân phóng viên chuyên mục Nhà nông thông minh để chiêm ngưỡng giống gà kỳ lân có trọng lượng khủng, dáng đẹp. Kính chào quý vị khán giả, Minh Phương cùng Xuân Nghĩa rất hân hạnh khi được gặp lại tất cả quý vị trong bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Còn bây giờ như thường lệ, mời quý vị cùng đến với phần tin nóng. Kính thưa quý vị, một người phụ nữ 38 tuổi đến từ Đồng Nai, có cân nặng 98 kg, đã quyết định tìm đến phương pháp phẫu thuật cắt dạ dày hình ống, mục đích là thu nhỏ dạ dày, giảm hấp thụ đồ ăn để giảm cân. Thực tế theo các chuyên gia y tế, việc phẫu thuật cắt bỏ làm nhỏ dạ dày có hiệu quả trong việc giảm cân nặng. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện được phương pháp này. Bệnh nhân 38 tuổi đến từ Đồng Nai này bị thừa cân béo phì với cân nặng 98 kg. Mặc dù đã dùng mọi biện pháp giảm cân nhưng không thành công, khiến cơ thể chị luôn trong tình trạng nặng nề, mệt mỏi và mắc một số bệnh như tiểu đường, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình, chị đã tìm đến Bệnh viện Việt Đức để điều trị béo phì theo phương pháp phẫu thuật cắt dạ dày thành hình ống, mục đích là thu nhỏ dạ dày, giảm hấp thụ đồ ăn. Sau 2 ngày phẫu thuật, chị đã bắt đầu sinh hoạt bình thường, sức khỏe tiến triển tốt. Với phương pháp này, bác sĩ cắt bỏ một phần dạ dày theo chiều dọc để giảm nhu cầu ăn uống, giảm cảm giác đói khi dạ dày đã bị thu hẹp. Do phẫu thuật bằng phương pháp nội soi nên vết mổ rất nhỏ, không chảy máu, tránh nguy cơ nhiễm trùng so với mổ mở. Thời gian nằm viện ngắn và nhanh phục hồi. Theo đánh giá của các chuyên gia đầu ngành, phương pháp phẫu thuật để thu gọn dạ dày được xem là một phương pháp khá an toàn và bền vững, có hiệu quả giảm cân đáng kể đối với các bệnh nhân béo phì. Tuy nhiên, không phải ai cũng áp dụng được phương pháp này. Còn tại tỉnh Thanh Hóa, mới đây mạng xã hội xôn xao hình ảnh video về hiện tượng biển sầm sơn xuất hiện hai màu đối lập, một bên là màu xanh và một bên là màu vàng đục, được phân chia rõ rệt. Mời quý vị cùng theo dõi hiện tượng kỳ lạ này ngay sau đây. Anh Nguyễn Khánh Lân, chú phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là người ghi lại hình ảnh kỳ lạ của mặt biển. Anh cho biết dòng nước có hai màu đối lập này dài khoảng 1 km. Hiện tượng này xuất hiện vào khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 6 và kéo dài đến 14 giờ cùng ngày thì biến mất. Anh Lân ra biển để thử thiết bị quay phim, chụp ảnh không người lái, flycam. Vô tình đúng lúc nước biển một bên màu xanh và một bên màu vàng đục nên đã ghi lại khoảnh khắc này rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Theo anh Lân, đây là hiện tượng thường thấy ở vùng cửa biển. Mọi lần màu nước chỉ mờ mờ, nhưng hôm qua hai màu hiện rõ nên rất đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng hiện tượng này là do mưa lớn ở miền Tây Thanh Hóa chảy theo sông Mã, đổ ra cửa biển Lạch Hới. Nước sông mang nhiều phù sa chưa kịp hòa vào nước biển mặn nên đã tạo ra hiện tượng hai màu nước. Thưa quý khán giả, thời gian qua trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua tỉnh Long An có hiện tượng tài xế cho xe tải đậu kéo dài để ngủ. Việc nghỉ ngơi của các tài xế đang ảnh hưởng đến trật tự giao thông và vi phạm quy định về dừng đỗ xe trên cao tốc. Nhiều tài xế cho biết công ty giao hàng cho đối tác rất trễ. Khi quay về Thành phố Hồ Chí Minh thường đã 2-3 giờ sáng nên tranh thủ ghé hai bên đường nằm ngủ để lấy lại sức. Hơn nữa, nếu về đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải đậu xe ngoài đường để ngủ và rất dễ bị trộm cắp giặc. Đại diện Cục Quản lý Đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước tình trạng tài xế dừng đổ xe trên làn đường khẩn cấp và làn đường tăng giảm tốc trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đơn vị đường cao tốc đã đặt bảng cấm dừng đậu trên đoạn đường này. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn bất chấp quy định. Đơn vị cũng cho biết thêm, hiện đã có camera ghi nhận tại khu vực này và sẽ tiến hành xử phạt nguội đối với những xe vi phạm. Trong buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải về việc mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mới đây, tỉnh Tiền Giang đã có ý kiến cần mở rộng trạm dừng chân trên tuyến đường này để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của tài xế, hành khách. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường PC05, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định đối với tổ chức cá nhân có liên quan đến lô hàng khoảng 21 tấn khí cười N2O di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh và tập kết tại Bình Dương. Và việc phát hiện lô hàng này nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán hoặc tiếp tục đưa đi tiêu thụ tại các quán bar, beer club, khu phố đêm dưới hình thức là bóng cười, dẫn đến nguy cơ gây ngộ độc và ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện xe container bồn chở khoảng 21 tấn khí N2O, còn gọi là khí cười, lưu thông qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đưa về tập kết tại kho hàng tại xa lộ Hà Nội, tỉnh Bình Dương do đối tượng tên Cao Đức Dũng đứng ra thuê. Đồng thời, đối tượng Dũng cũng thuê người sang chiếc khí cười từ bồn container qua các bình nhỏ để đưa đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.202 bình chứa đầy khí cười cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc sang chiết khí cười. Bên trong kho, đối tượng Dũng có che chắn, làm vách ngăn ngụy trang cẩn thận cho số bình khí cười và máy móc, phương tiện sang chiết khí cười tồn chứa tại đây. Hiện vụ việc và toàn bộ tang vật trên được Công an thành phố Di An tiếp tục xử lý theo quy định. Thưa quý vị, sau khi tiến hành xác minh tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc và phía Nam, cơ quan công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, mua bán trà sữa giả nhãn mác của công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Lộc Phát. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 6 đối tượng có hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm. 6 bị can bị khởi tố bắt tạm giam là Đỗ Trọng Nghĩa, 43 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Ngô Minh Hiếu, 36 tuổi, trú thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Văn Đông, 41 tuổi, Nguyễn Văn Thông, 42 tuổi, cùng trú huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, Dương Văn Thảo, 32 tuổi, trú tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Đặng Quốc Toàn, 45 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa và Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa phát hiện cơ sở kinh doanh của ông Đặng Quốc Toàn, thành phố Thanh Hóa, kinh doanh một số loại nguyên liệu trà sữa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì của công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Lộc Phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Trị giá hàng hóa vi phạm khoảng hơn 10 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán nguyên liệu pha chế trà sữa giả mạo nhãn hiệu Lộc Phát. Trong đó, Đỗ Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Thông, Đồng Ngô Minh Hiếu đã cấu kết với nhau để sản xuất, mua bán nguyên liệu pha chế trà sữa giả bán cho Dương Văn Thảo. Thảo đã bán ra thị trường và đăng bán trên Facebook cá nhân. Vì ham rẻ, Đặng Quốc Toàn đã mua số hàng giả mạo nhãn hiệu từ Thảo. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ 15.000 bao bì giả để đóng trà sữa, 2,7 tấn nguyên liệu pha chế trà sữa giả các loại. Tại tỉnh Tiền Giang, một người đàn ông đã đột nhập vào nhà nuôi chim yến lúc nửa đêm để trộm cắp. Được biết số lượng tổ yến thô mà người này cậy lên tới 50 tổ. Và đáng chú ý, một cán bộ công an trong quá trình truy bắt đối tượng trộm đã bị thương. Hiện công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ việc. Hơn 2 giờ sáng ngày 22 tháng 6, hệ thống an ninh của nhà yến thuộc một công ty ở phường 3, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ghi được hình ảnh người lạ đột nhập vào nhà yến. Người trong coi nhà yến lập tức trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng đến hiện trường để truy bắt thủ phạm. Bị truy bắt, đối tượng đã leo lên nóc nhà yến rồi nhảy xuống đất tẩu thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ một số tang vật như than tự chế bằng tre, đèn pin, kềm, dao cậy tổ yến. Theo người trong coi nhà yến, đối tượng đã cậy khoảng 50 tổ yến thô, chưa kịp mang đi thì bị phát hiện. Ngày 24 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Điểu Văn Minh, 22 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Minh bị bắt quả tang cùng hơn 4.800 viên thuốc lắc, nước vui trong một phòng trọ ở ấp 3, xã Tiến Hưng. Và đáng chú ý, nước vui là một dạng ma túy tổng hợp lần đầu tiên xuất hiện tại Bình Phước. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Công an xã Tiến Hưng bắt quả tang Điểu Văn Minh tàn trữ mua bán hơn 4.800 viên nén ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 30 túi ni lông chứa ma túy dạng khay, nước vui và ma túy tổng hợp dạng bột trong một phòng trọ tại ấp 3 xã Thiên Hưng. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước thụ lý điều tra. Qua trưng cầu giám định các chất ma túy, giám định viên đã phát hiện một loại ma túy trong các túi ni lông có nhãn hiệu Charlie, trông như các gói trà, cùng với các loại ma túy Nimetazepam, Methamphetamine, ma túy đá và MDMA. Đáng chú ý, loại ma túy Nimetazepam là một loại ma túy tổng hợp lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước, còn được gọi là nước vui. Hiện vụ án mua bán trái phép chất ma túy với hơn 4.800 viên thuốc lắc nước vui đang được công an tiếp tục làm rõ. Trên du thuyền gần 40 khách tham quan Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng, một du khách đã mất thân bằng, ngã xuống biển và tử vong. Camera ghi lại vụ việc cho thấy nạn nhân có biểu hiện choáng váng, nghi là do say thuốc lào. Sự việc xảy ra vào tối ngày 17 tháng 6. Du khách NDT trú tỉnh Yên Bái có biểu hiện loạng choạng, chóng mặt buồn nôn, vịnh vào cửa và vịnh vào máy nước nóng lạnh, suýt ngã. Sau đó, nam du khách lao ra bên ngoài,
va vào cửa ngã lăn, không may rơi xuống biển. Lúc này các thuyền viên trên tàu phát hiện sự việc và tổ chức cứu nạn, nhưng do dòng nước chảy xiết nên không tìm được. Đến sáng 19 tháng 6, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân ở gần khu vực tàu neo đậu. Theo nhận định ban đầu, lúc xảy ra sự việc, nạn nhân nghi bị say thuốc lào. Bất chấp nguy hiểm khi ô tô đang lưu thông trên cao tốc với tốc độ lên đến 80 km/h, hai người phụ nữ vẫn cố tình thò đầu qua cửa sổ trời chỉ để hóng gió. Đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm đã khiến cho nhiều người xem thót tim. Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 trên cao tốc Hà Nội-Lào Cai, đoạn qua địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đáng lo ngại, chiếc ô tô lưu thông với tốc độ cao có thời điểm lên đến 80 km/h, thậm chí liên tục chuyển làn để vượt các xe khác. Hiện không có quy định pháp luật cụ thể phạt hành vi chui đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang lưu thông trên đường. Tuy nhiên trong trường hợp này, người trên xe có thể bị phạt vì hành vi không thắt dây an toàn. Mức phạt là từ 300.000 tới 500.000 đồng đối với người không thắt dây và 800.000 tới 1 triệu đồng với tài xế chở người không thắt dây an toàn. Tiếp theo là đoạn camera ghi lại một vụ dàn cảnh mua hàng nhằm trộm điện thoại vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, người ra tay là một bé gái bị người lớn xúi giục làm việc sai trái. Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 17 tháng 6. Lúc này tại quán trà sữa có cặp nam nữ chở theo một bé gái vào mua trà sữa. Trong khi người đàn ông đứng chờ ngoài xe, người phụ nữ cùng bé gái vào quán. Trong lúc gọi món thu hút sự chú ý của chủ tiệm, người phụ nữ ra hiệu cho bé gái đứng cạnh ra tay trộm đồ. Lấy được chiếc điện thoại, cô bé leo lên xe của người đàn ông. Người phụ nữ thản nhiên chờ mua trà như không hề liên quan đến vụ trộm. Kính thưa quý vị, một nam thanh niên đã rơi vào bẫy gian cảnh của các đối tượng trộm cắp. Câu chuyện hỏi đường của các đối tượng có lẽ vô cùng lôi cuốn đến mức chủ xe quên bắn tài sản trong vài phút. Và mời quý vị theo dõi đoạn camera ghi lại để cảnh giác. Camera cho thấy một tài xế xe máy đã tấp vào gian đường trò chuyện cùng người bán hàng rong. Nam thanh niên ngồi trên xe máy bị dẫn dụ tham gia vào câu chuyện đã rời chiếc xe bước ra bên ngoài. Một đối tượng khác được cho là đồng bọn đã tiếp cận chiếc xe, ra sức phá khóa. Gần một phút sau, đối tượng phá khóa thành công và chuẩn bị rời đi. Rất may, cô gái bán hàng vô tình phát hiện chi hô. Đối tượng vội vàng bỏ xe tháo chạy khỏi hiện trường. Nam thanh niên chủ xe may mắn thoát được một vụ mất mát tài sản. Thưa quý khán giả, những năm gần đây, Hà Giang là một trong những địa phương nóng về tội phạm mua bán người. Đáng chú ý, nạn nhân là phụ nữ, có cả các bé gái tuổi đời còn rất nhỏ. Tội phạm mua bán người thường lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rồi dụ dỗ với lời đề nghị việc nhẹ lương cao. Để giúp người dân cảnh giác phòng chống mua bán người, cơ quan chức năng đã tăng cường các chiến dịch tuyên truyền. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngắn sau đây. Do thiếu hiểu biết, người phụ nữ quê tỉnh Hà Giang này bị lừa sang Trung Quốc vào năm 2021. Nạn nhân bị bán cho một người đàn ông mua về nhằm sinh con cho họ với giá rẻ mạt. Rất may, sau đó chị đã được giải cứu. Từ khi trở về với gia đình, lực lượng công an xã, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm động viên, hỗ trợ chị có công ăn việc làm ổn định để chị vượt qua mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng. Khi đó mình nghe theo lời người xấu nên bị bán sang Trung Quốc, lúc đấy thấy sợ và hoang mang, lo không được trở về gia đình nữa, còn chồng còn con ở nhà. May mắn được giải cứu, qua đây mình thấy chị em phụ nữ phải cảnh giác, không nghe theo lời người xấu đi làm ăn ở bên kia được nhiều tiền đâu. Là huyện biên giới với phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang xảy ra nhiều vụ mua bán người. Nạn nhân là trẻ em, phụ nữ, người thiếu cảnh giác. Do đó, công an huyện Yên Minh thường xuyên xuống tận địa bàn gặp gỡ bà con, tuyên truyền về cách nhận biết và phòng chống tội phạm mua bán người. Đặc biệt chú ý tuyên truyền cho nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân. Con là con gái, thường những người buôn bán người luôn nhắm tới. Được các công an tuyên truyền như thế này, con đã biết được các phương thức phòng tránh. Nếu phát hiện ra người xấu thì con sẽ báo cho công an. Qua các chú công an tuyên truyền, con rút ra bài học là đừng có tin người ở trên Facebook. Và không tin những người bảo việc nhẹ lương cao và người ta có thể dụ dỗ đi lên Trung Quốc. Đối tượng mua bán người thì là chúng thường thứ nhất là lợi dụng các mạng trang mạng xã hội
và thứ hai là để tiếp cận được các đối tượng, tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh này, và các cháu là thích ăn chơi đua đòi để tiếp cận và dụ dỗ để đưa các cháu đi làm tiếp viên tại các nhà hàng, các khách sạn ở các vùng xuôi. Thực hiện các công tác đấu tranh với các loại tội phạm này thì đòi hỏi chúng tôi cũng phải nâng cao học hỏi kiến thức này. Thứ hai là tích cực tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các giải pháp đồng bộ được triển khai đã góp phần kiềm chế kéo giảm tình trạng mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang thời gian qua. Sự nỗ lực của các cơ quan chức năng đã tạo môi trường ổn định để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng mảnh đất biên cương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từng khởi nghiệp với nhiều giống gà khác nhau nhưng không mang lại giá trị kinh tế cao. Cách đây 2 năm, anh Nguyễn Hoàng Nam, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã bén duyên và thành công với giống gà có tên gọi là gà kỳ lân. Gà kỳ lân hay còn gọi là Brahma, và đây là giống gà khổng lồ, còn được mệnh danh là vua của các loại gà. Nhờ thuần dưỡng thành công giống gà quý này, mỗi tháng anh Nguyễn Hoàng Nam đã xuất bán hàng trăm con giống ra thị trường. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên chuyên mục Nhà nông thông minh để chiêm ngưỡng giống gà độc đáo này nhé. Với lợi thế về trọng lượng cũng như hình dáng đẹp, lại rất dễ nuôi, cũng như thích hợp với khí hậu tại miền Tây. Sau thời gian tìm hiểu và nhân giống gà kỳ lân, anh Nguyễn Hoàng Nam đã thuần dưỡng thành công giống gà đặc biệt này. Gà kỳ lân nó được nhập chủ yếu từ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc đó, về đây thì cái đặc điểm mà dễ nhận ra nó nhất đó là cái lông chân đó. Gà nó có cái lông chân nó phủ tới chân luôn đó. Với lại là cái bộ lông của nó rất là vạm vỡ, cao lớn, oai vệ, nên là người ta gọi nó là gà kỳ lân. Từ ba con giống ban đầu, sau 2 năm nuôi thử nghiệm, hiện anh Nam đã sở hữu trang trại với quy mô gần 30 con gà bố mẹ cùng hàng trăm gà con được nuôi trong môi trường bán tự nhiên. Theo anh Nam, gà kỳ lân rất dễ nuôi, thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt, sức đề kháng mạnh và ít bị nhiễm bệnh. Về thức ăn cũng giống như gà ta thông thường, chủ yếu cho ăn lúa bắp xay. Ngoài ra cần bổ sung thêm cám để gà đủ chất dinh dưỡng, đẻ sai hơn. Con gà kỳ lân này thì nó cái tỷ lệ mà nuôi nó rất là dễ nuôi. Đó, nó dễ nuôi hơn mấy con gà nồi của mình, gà thường của mình. Nó có cái sức đề kháng rất là tốt, nó ít có bị bệnh lắm. Tôi vừa kết hợp với nuôi nhốt và vừa kết hợp với thả, mình có một cái khuôn viên đó mình thả nó để cho nó quen với cái nhiệt độ môi trường cũng như là cái điều kiện bên ngoài. Để mà khi mà cái con gà con á, của mình nó nở ra rồi đó, hoặc là mấy cái con gà mà giống của mình bán đó, thì nó sẽ thích nghi tốt với lại điều kiện khí hậu. Gà kỳ lân là một trong những giống gà to nhất Việt Nam, có dáng người thẳng và trông rất quay phong. Đặc biệt, giống gà này sở hữu một bộ lông dày cùng đôi chân to đầy sức lực, kể cả khi mới nở. Sau khi nuôi khoảng 6 tháng có thể đạt trọng lượng từ 4kg tới 6kg, cá biệt có thể đạt tới 10kg một con với thời gian lên đến hơn 1 năm rưỡi. Dưới lợi thế thân hình khủng cùng bắp chân to nên rất thích hợp cho việc nuôi lấy trứng cũng như nuôi lấy thịt và thậm chí là nuôi làm cảnh. Đặc điểm của một con gà mà nó đẹp á, là cái chân nó phải dài, nó phải cao, cái dáng nó phải cao. Và lông chân nó phải nhiều. Nếu mà con gà trưởng thành giống vậy á, thì khoảng từ 6 tháng trở lên thì dao động á, thì mình bán từ khoảng tầm 1 triệu rưỡi cho tới 3 triệu tùy màu. Còn mà con gà mà con á, khi mà mình nó mới nở từ khoảng tầm 1 tuần á, là mình đã có thể xuất bán được rồi. Thì cái giá của nó thì dao động khoảng tầm từ 200 ngàn cho tới 400 ngàn một con gà con. Gà kỳ lân có màu lông phổ biến, màu xám trắng, xám tro, chuối xám. Riêng gà có màu lông vàng, điều đỏ và màu tàu, giá trị tăng gấp 2-3 lần. Sau từ 6-7 tháng nuôi, gà kỳ lân có thể cho sinh sản, mỗi lần đẻ từ 10-15 trứng. Sau đó cách 10 ngày, gà lại tiếp tục cho sinh sản trở lại. Trứng khi đem ấp máy, tỷ lệ nở đạt trên 90%. Hiện mỗi tháng, anh Nam cung ứng ra thị trường khoảng 100 con gà con, nhờ đó đem lại thu nhập ổn định mỗi tháng.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các bản tin lần sau.